Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Anh Thời cũng nâng cấp cho hàng đệ luôn, cho nên là cái clip này sẽ training Mbappe và Lucy ha, cho nó hiểu những cái mệnh lệnh cơ bản. Tóc mở ba rọi nha, bạn bấm tỏi nha. Thấy anh Thời huấn luyện cho cục có chút xíu à. Làm gì chạy chóng chi? Ôi. Cầm lấy đây. Cầm lấy đây. Ê. Ô, đỡ. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, kế hoạch trong năm nay là sẽ coi như là bản thân mình cũng sẽ tập làm những cái mới, sẽ coi như là sẽ nâng cấp bản thân mình lên, đồng thời cũng nâng cấp cho hàng đệ luôn, cho nên là cái clip này sẽ training Mbappe và Lucy ha, cho nó hiểu những cái mệnh lệnh cơ bản. Không biết có làm được không, tại vì nó nhoi quá. Các bạn biết là cái tiêu chí để huấn luyện một con chó thì, mà nói chung là tiêu chí huấn luyện chung luôn là cái gì? Một trong những phần không thể thiếu đó là phần thưởng ha. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị những cái phần ăn rất là hấp dẫn. Đây, cho nó ăn chung với này luôn. Mình sẽ bẻ nhỏ ra. Mỗi lần mà nó thực hiện đúng á, thì mình sẽ thưởng cho bé đó. Cái này gọi là tóp mỡ ba rọi nha, bạn bấm tỏi nha. Đây, bẻ ra miếng nhỏ nhỏ cho đỡ hao. Chứ cỡ hai con kia là nó ham ăn lắm. Mình đưa vô cái nào là nó dứt hết cái đó đó. Lặn giếng vậy thôi. Này cũng hơi bự rồi đó. Thấy người ta huấn luyện cho cục có chút xíu à. Thấy hơi bự rồi anh. Hơi bự hả? Nhỏ lại xíu nữa ha. Nhỏ vậy ăn lâu hết lắm. Rồi sao bán buông. Ok, trước mắt vậy đi. Hai cái này nó hao mồi lắm các bạn. Rồi bây giờ sẽ mở cửa chuồng ha. Nãy giờ tụi nó muốn đi chơi lắm rồi. Muốn đi chơi lắm rồi. Ở đây. Con bê này nó bự, nó nặng. Mỗi lần mà mình mở cửa cho nó ra nó mừng, nó lao cho người mình mà mình muốn cắm đầu luôn vậy. Còn cái chị này nữa. Con gái mà nó nhoi. Ở đây. Đây Biểu ơi. Làm gì chạy chóng chi? Ôi. Coi kìa, coi nó ác chưa kìa. Nó không nhỏ luôn. Đó mày coi chồng mày làm mày vậy. Nó lùi vô hổ nó hốt lại. Chi nữa. Nó nghe mùi, nó nghe mùi chỗ này nè, vô nó kiếm, à, thấy không? Rồi giờ ra đây. Tất cả ra đây. Giờ à, mày xài cái dĩa này nó dướng quá, chắc mình bỏ vô túi mày luôn quá. Bỏ túi luôn đi, cho nó gọi là nó đúng chuyên nghiệp luôn. Này nó lát nhớ nhắc hay còn dư nhớ lấy, mà chắc không dư đâu. Bỏ vô máy giặt cái tôi luôn. Đây, 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 từ từ. Ra đây, no. Đừng có tham ăn quá, đi ra đây. Thôi, chuẩn bị bài thứ nhất. Bài thứ nhất là gì? Rồi, yên. Ngồi đi, ngồi xuống. Nó nghe cái mùi vô cái túi của mình. B, Lucy. Ở đây. Thôi đầu tiên giờ đi từ xa kêu lại, nghe kêu lại là thưởng nha. Nào nào, B. Nhưng mà cái miệng mày ham ăn quá, tao sợ mày táp vô tay tao quá, Lucy. Nè, B. B, đây nè. Nó qua chỗ này rồi. B, nó kiếm ở trên đó rồi. Coi nó kiếm mùi trên đó nó nhớ này. Thôi mày ăn rồi. Cái gì vậy? Đúng ngu. Đúng ngu luôn. Đúng ngáo luôn. Đây nè. Ui. Chết rồi, tụi này bất trị rồi, tụi này không biết dạy kiểu nào này. Đừng có ham ăn cắn vô tay tao nè. B. B. Thôi giờ Lucy ngồi xuống đi anh thưởng. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Cái gì vậy? Ngồi xuống. Không chịu ngồi mà cứ ăn. Bậy rồi đó. Rồi tới thằng B đâu? B ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Tao thấy chơi trò này không vui vậy đó. Ngồi xuống. Chưa gì hết mà nước miếng nước bọt tùm lum. Nè. Con ăn hai lần rồi. Đúng ra thả từng con rồi, thả hai con cái này nhồi quá. Đi. Vô. Giờ vô đây trước đi. Nè, thằng nào vô. Giờ lấy từng con đi, rồi vô đó đi. Vô đi bê. Trời, mạnh dữ. Bữa bạn mình đứng đây mình mở không đi. Cái nó cũng phóng lên vậy, nguyên cái này đập vô người mình. Đau, phải nói, đau điếng luôn. Nó mạnh. Rồi, từng bữa một. Đứng yên. Bình tĩnh lại. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Tao đâu có kêu mày văng nước miếng đâu. Bình tĩnh ngồi xuống. Hai. Đứng lên đi, đứng lên đi. Đứng lên. Hơi bị ghê. Thầy béo. Ngồi xuống. Bình tĩnh lại. Đừng có gì miếng ăn mà ta xấu hổ quá đi. Bây giờ ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống sao? Ngồi xuống. Hai ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống. Bình tĩnh lại, ngồi xuống. Ngồi xuống. Không được rồi. Này vậy liền đứng lên được thôi. Giờ đứng lâu đi, đứng lâu đi. Đứng tới số 5 đây cho thưởng. Đứng lên. Phóng lên luôn à. 1. Đứng, đứng lâu. Đứng lâu. 1, 2, 3, 4, 5. Thưởng luôn. 1, 2, 3, 4. Ăn tóc mỡ gì cái máy à. Tiền đâu cho mày ăn nổi. Ngồi được không? Ngồi xuống nha. Đây ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Lăn xăng quá. Ngồi xuống. Thôi đưa tay bắt đi. Tay đâu? Tay đâu? Tay. B. Ê Lucy. Tay. Khát nước hay cái gì? Đây. Thôi nói chung là mình thấy là tụi này nó thuộc dạng không huấn luyện nữa đâu các bạn ơi. Giờ mình quyết định thả ra hai con cho nó chơi cỡ nào chơi đi. Mình thấy tụi này mình bất trị rồi. Thôi giờ mình làm người tài không được, mình làm người dễ thương đi. Tụi bay dễ thương tao coi coi. Đây bê. Bê đứng lên được rồi. Đứng lên. Đứng lên bê. Bê 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 bê. Bê thấy vậy chứ nó không có biết ăn đồ lạ như con Lucy nha các bạn nha. Lucy nó cái gì nó cũng ăn á nè. Lucy để cho con bê nó ăn thử miếng này nè. Trời luôn á. Cái điều tụi bay háo ăn quá, tụi bay không có độ cái sự bình tĩnh. Nè. Ngon không? Cái món này nó cũng hơi cay nha các bạn, hơi cay mà tôi nói ăn vẫn được, vẫn ghiền. Đây rớt rồi kìa, rớt rồi kìa. Ném cái cây biết đi lụm không ta, ném cái khăn rồi, biết đi lụm không? Anh cho mày chơi những cái trò chơi quen thuộc nhất của con chó luôn mà mày không biết làm nữa là thôi luôn nha mày. B. Cầm lại đây. Cầm lại đây. B. Ô, được, được, được. Tao phải huấn luyện đúng người, đúng việc chứ. Trời ơi. Ta dân làm việc mà đi nè. Nè con. Đây nè. Đây nè. Giỏi. Giỏi, đúng rồi.
Dạ. Rồi, Lucy đâu? Lucy. Nè, lắm. Rồi, đây đây. Lại đây con, bê. Bậy rồi đó, mới khen cái té hèn. Nó chỉ đang quấn vô cho chặt kiếm gì cột lại ta, kiếm còn thun cái gì. Thôi đừng phá đồ đi. Thở này máy thở mà. Ôi. Không có sợi dây nào ở đây ta. Thôi bơi nè. Ném xa nha. Chuẩn bị chưa? Chạy lại, lụm. Lụm lại đây đi mấy anh. Đây đây. Kỳ vậy. Ha. Mất bê luôn. Giờ nó chỉ cần muốn ăn thôi, nó không muốn làm nữa các bạn. Thiệt tình luôn á. Mới đầu làm cái ngon quá. Đây để tao dụ quấn một cái cục này vô đây. Nói chung chó này thì đó giờ chưa có được tập luyện gì hết. Từ nhỏ là chỉ nuôi chơi thôi. Đó. Cho nên là nó hơi làm biến chút xíu. Chưa có biết cách tương tác. Nhưng mà bây giờ phải kiếm cái sợi dây cột vô mới được. Hình như ở đây có bịch dây rút. Bịch dây rút đâu mất tiêu. Đây, đây, nãy trong chuồng mặn vịt có. Trong chuồng mặn vịt có. Có dây kẽm. Thế này. Con bê nó có một cái điểm không ngoan là nó chưa có hòa thuận với mấy con khác các bạn. Nhiều khi thả nó ra cũng sợ nó này kia với mấy con khác. Trong đây là có đồ á nha. Nè, nằm ngay khúc giữa nè, hửi rồi. Nè, hửi rồi phải không? Đúng không? Nó cạp. Chuẩn bị chưa? Trên cây luôn rồi. Trời. Bậy luôn. Nè. Làm giống cái đầu coi, nãy đầu làm ngon quá. Làm anh khen nức nở. Rồi lụm lên đây bê. Lucy, lụm lên đây, đúng rồi. Đúng rồi. Tha đây con. Tha đây anh thưởng. Tha lại đây đi anh thưởng. Bây giờ nó chỉ bu cái túi mình thôi các bạn. Thiệt đúng bất chạy thiệt. À, bay. Mập địch không biết ăn gì hết trơn, biết không biết ăn không mà không biết làm gì hết trơn. Bê. Cái đây con. Con vợ mày nó ham ăn quá nè. Đây nè. Đây nè. Ông ơi, ông ngáo quá ông ơi.
Rồi tao quăng lên trên nè. Quăng lên trên đứa nào đụng được. Nha, 1 2 không biết gì luôn. Đúng ngáo. Mấy chó ngáo. B, Lucy. Sao mày mất kết nối với cục thịt vậy? Nè. Nó không thấy nữa. Rồi giờ mày biết làm trò gì nữa mới làm tao coi thử rồi. Chính giữa này có cục thịt nè. Không ai quan tâm nữa. Ờ nó khát nước, nó khát nước, nó ăn cay nó khát nước. Để lấy nước cho uống. Mắt kém quá mày, nè. Mày nè ông ơi. Công nhận mắt nó kém thiệt các bạn. Vậy rớt vậy mà nó không thấy, né ra coi rớt đâu rồi, tiêu rồi. Đâu có tiêu rồi. Rồi để lấy nước cho uống. Hát nước sùi vào mép luôn rồi kìa. Tốn hết mấy miếng thịt mà nó biểu diễn đúng một lần à. Trời nãy làm tôi hết hồn luôn, tưởng lấy le được với người ta rồi. Tưởng lấy le được với khán giả rồi. Ai ngờ nó làm một cái xong nó ngưng luôn. Cái con Lucy này nè, nó uống nước rất là nhiều. Nhưng mà các bạn coi nè, nó có cái tật. Nó uống có chút xíu xong bắt đầu nó phá. Nè nướng nè Lucy ơi. Khát khô của họng rồi, vô uống đi. Nè uống xong đầu lấy chân bươi nè. Vậy không á. Hai cái chân tôi nước miếng không. Chưa đã. Uống nước dữ lắm. Bê vô uống nước luôn đi con. Bê cũng qua kia uống nước luôn kìa. Tụi nó khoái uống trực tiếp từ vòi hơn. Từ vòi nước nó mát, vẻ nó mới, nó sạch hơn. Đặc biệt hai con này nó không có sợ nước hả bạn ha, nó mê nước lắm. Đó, phá nước vậy á. Xong mới la. Có nghĩa là con chó này nó rất là thích tương tác với người. Cảm giác là nhiều khi nó sẽ cố tình nó bày trò luôn các bạn ha. Ví dụ như mình châm nước cho nó đầy, nó uống chút xíu cái đầu nó đạp đổ nước luôn, xong rồi nó la lối, nó bắt mình đi thay nước cho nó. Xong vừa thay nước xong nó uống chút xíu nó lại nhả, nó lại bươi ra tùm lum nữa. Mà con Lucy này nó khôn lắm nha, tới giờ ăn nó mà ra trễ chút xíu nó dùng cái mũi nó hất cái chén đồ ăn nó y như nó chơi bóng chuyền vậy. Nó làm đung vậy, lát nó sẽ gặp nè, lát nó sẽ thấy nó nè. Đó, vậy á, vậy á. Nữa không? Rồi, đủ chưa? Tụi này mà thiếu nước là nó dễ bị sốc nhiệt ha các bạn ha. Thì thiếu nước là nó mệt á. Có đứa em nó nuôi con này mà nó trời nắng quá mà nó quên thay nước á. Nước hết nữa quên thai, cuối cùng phải đi cấp cứu luôn á. Lên truyền nước luôn. Thôi, để vô cho mày phá không. Ở đây. Nè. Tranh thủ nè B. Thấy huấn luyện tôi bay không được rồi. Thua các bạn ơi, thua rồi. Này trốn tiền cho nuôi ăn thôi chứ còn thua rồi.
Ok các bạn, các bạn có thể tự ở nhà huấn luyện những con cún của mình không, để nó ngoan, nó nghe lời hay không. Nếu mà các bạn có thể làm được thì comment bên dưới hướng dẫn mình bắt đầu như thế nào ha. Chứ hai thằng này là mình bỏ tay, hai thằng này nuôi chỉ tốn đồ ăn nó chỉ dễ thương rồi, chứ giờ kêu nó làm này làm kia nó không làm. Nhưng mà nói chung là nó rất là khôn các bạn ha, nó cực kỳ dễ thương. Hồi nãy các bạn nhìn cái hành vi của con Lucy đã, bạn thấy rồi, nó muốn tương tác với mình. Đó là nước rồi nó đổ ra ngoài đó, xong rồi nó kêu, với mình lại cho nó uống, cái nó uống chút cái nó lại đổ ra ngoài nữa. Con này cũng rất là khôn nè, nhưng mà mỗi con mỗi trò, mỗi con mỗi kiểu. Bây giờ nó là một cặp rồi đó, thân nhau vợ chồng rồi đó. Ok mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Ai có cách nào hay thì có thể hiến kế cho mình để mình huấn luyện tụi này, coi bữa nào dẫn nó đi ốp luôn. Bye bye.